Đây sẽ là cái form mà người ta sẽ đưa cho mình để mình điền vào để xin gia hạn số ngày ở Singapore. Thì đầu tiên là cái ứng viên này apply cho cái visit pass, thì chị sẽ click chữ V vào chữ visit pass đây, cả ba người đều visit pass nhé. Cái phần 1 sẽ là thông tin của mình, cái IFN này thì mình sẽ không có thì mình bỏ qua. Giới tính của mình thì chị sẽ click vào female, còn của Vũ và của anh Việt thì chị sẽ tích số V vào số male, là nam đây là nữ. Ngày sinh của mình, ví dụ như là đây là ngày trước, xong đến tháng, xong đến năm. Ví dụ của Vũ là ngày 10 tháng 6 năm 2017 chẳng hạn, đó thì ngày trước, tháng rồi đến năm. Tình trạng hôn nhân thì riêng phần này của Vũ thì chị tích dấu V vào single, còn của chị và của anh Hiệp thì chị tích dấu V vào married. Rồi cái phần này là phần của Malaysia thì mình bỏ qua phần này. Tên của mình thì là Nguyễn này. Tên ở đây là tên tên họ và tên đệm, thì chị ghi là Nguyễn này, cách một ô này, Thị này, cách một ô, Thu, và tên của chị bên dưới là Hằng. Đó, tương tự thì cũng là Phùng này, cách một ô, Thế, và xuống đây là Hiệp. Đó thì cái này thì mình nên viết chữ in hoa. Cái form này thì mình sẽ viết chữ in hoa và viết viết bằng mực màu xanh. Đó, Phùng này, cách một cái lông này, xong rồi xuống dòng Vũ, tên của mình ở dưới này. Online là tên biệt danh các thứ mình bỏ qua cái này. Tên trong tiếng Trung Quốc mình cũng bỏ qua luôn. Đây, quốc gia sinh ra thì mình ghi, tất cả mọi người thì ghi là Việt Nam, viết liền với nhau Việt Nam. Tên của thành phố mà khi mà mình sinh ra ví dụ như là của Vũ là Hà Nội thì chị ghi Hà Nội, viết liền ở đây. Của chị là Hải Dương thì cũng ghi Hải Dương đây. Của anh là đâu đấy thì chị cứ ghi cái nơi sinh ra ở đây, nó giống như là trong thông tin ở trong hộ chiếu của mình ạ. Đó. Còn cái chủng tộc, cái này thì mình bỏ qua này. Cái phần này là quốc tịch của mình. Quốc tịch thì tất cả mọi người đều ghi là Việt Nam Miss. Tôn giáo mình không có thì thôi, mình bỏ qua cái phần rằng này. Tiếp đến là cái dạng du lịch. Cái dạng dạng này thì mình sẽ có là thì gọi là cái dạng văn bản du lịch mà mình có, thì tất cả mọi người đều sẽ có passport hết rồi. Thì chị điền passport vào đây, passport này, chị điền vào đây. Đó, chị điền vào đằng này là passport. Ok, sau đấy thì số số passport của mình thì mỗi một người sẽ có một số passport ở trong hộ chiếu. Thì giống như của chị là B4414 thì đấy, chị ghi cái số hộ chiếu của chị vào đây. Đây là phần này. Tiếp theo, phần này chính là phần ngày cấp. Ngày cấp thì chị cũng ghi ngày tháng năm. Và đây là ngày hết hạn thì cũng là ngày tháng năm. Cái này thì chị sẽ xem ở trong hộ chiếu của cả ba người để xem là cái ngày này là ngày bao nhiêu. Rồi, quốc gia cấp của mình đều ghi là Việt Nam hết. Việt Nam, nơi cấp ở đây là cục xuất nhập cảnh. Cục xuất nhập cảnh thì chị sẽ ghi tiếng Anh là như này. Đó. Rồi. Đây là cái số trong cái đơn lúc mà mình bay vào Singapore ấy, thì mình sẽ có một cái form viết để nhập cảnh, thì họ đã trả lại cho mình một cái miếng nhỏ nhỏ đấy rồi. Thì bây giờ chị sẽ lấy cái miếng, không phải cái miếng, chị sẽ lấy cái tờ giấy đấy ra, cái tờ giấy nhỏ nhỏ hình chữ nhật đó, thì chị nhìn ở trên cái rìa của nó sẽ có một cái dãy số, một cái dãy số vừa chữ vừa số là bao gồm 10 ký tự. Thì chị cứ viết cái dãy số đó vào đây, bao gồm 10 ký tự đấy vào đây. Đó, 2 này, 3 này, 3 này, 10 ký tự chị viết vào đây. Nó nằm ở trên cái mép của cái tờ giấy đó, trên cái thành, cái mép của cái tờ giấy đó có một cái dãy số gồm 10 số thì chị viết vào đây. Rồi, phần này sẽ là cái địa điểm của mình, địa chỉ của mình. Ví dụ như là ở Singapore thì mình sẽ ghi cái tòa nhà của mình là 108 này, tầng của mình là tầng 07 này, unit number đây mình ghi là 250, postal code của nơi mình ở là 140108 thì chị ghi vào đây. Tên đường phố của mình là Commonwealth Crescent đây, Commonwealth Crescent đây. Đây sẽ là số điện thoại của chị. Tòa nhà, tên của tòa nhà của mình thì chị lại ghi lại luôn là 108108 Commonwealth Crescent. Rồi, địa chỉ, còn đây là phần địa chỉ ở Việt Nam, quốc gia mà mình ở. Việt ở thì mình ghi ở đây là Việt Nam. Xuống bên dưới này thì là thành phố mà mình sinh sống là ở Hà Nội, viết liền. Đó, địa chỉ ở đây là number 31 này. LK tiền kế bao nhiêu? Tiền kế 3, tổng cục 5 này, Yên Xá Street.
Thanh Trì District, Hà Nội, Việt Nam. Đó, đây là địa chỉ ở bên nhà, ở bên Việt Nam của mình. Ngoài ra những thông tin khác như là nghề nghiệp của chị thì chị cứ ghi là nhân viên chung chung, nhân viên văn phòng chung là staff officer ở đây. Đó, còn cái này là cái bằng cấp cao nhất mà chị nhận được, thì chị đã có bằng thạc sĩ rồi, thì chị ghi là master degree. Đây, master degree. Còn của anh Hiệp thì là anh Hiệp đang là có bằng đại học, thì mình ghi là bachelor of degree. Thì ghi ở đây. Mục đích của chuyến đi này sẽ là healthcare treatment for my son. Nó thì chị ghi là healthcare treatment for my son ở đây. Rồi, cái thời gian gia hạn, xin gia hạn visa thì mình muốn xin bao nhiêu ngày thì sẽ phụ thuộc vào cái đơn mà bác sĩ cho mình ấy. Nếu mà trong cái đơn đấy bác sĩ xác nhận cho mình thêm 90 ngày thì mình sẽ điền 90 ngày vào đây, hoặc là bác cho 60 ngày thôi thì bác bảo gia hạn 60 ngày thì mình 60 ngày vào đây. Còn cái phần này sẽ là quốc tịch của vợ và hoặc chồng. Thì quốc tịch của vợ hoặc chồng thì chị click vào Others và chị ghi là Vietnamese vào ở cái dòng cuối này. Rồi cái phần này sẽ là liệt kê ra liệt kê ra các quốc gia mà mình đã từng sống trong vòng 1 năm hoặc là trong vòng 5 năm trở lại đây. Thì cái phần này thì tùy mình có thể điền hoặc không. Nếu mà chị có muốn điền thì chị cứ điền nước Pháp vào đây này, xong rồi địa chỉ của chị ở Pháp, hoặc là và cái thời gian ở là từ năm từ ngày tháng bao nhiêu đến ngày tháng bao nhiêu ở đây. Và cái này thì sẽ là tùy chọn thôi, mình biết cũng được mà không biết cũng được. Cái phần 3 này thì cái phần 3 này sẽ nói, sẽ hỏi mình về cái việc là mình có gây ra xác thực lại một lần là mình đã bao giờ bị từ chối vào Singapore chưa, hoặc là bị từ chối xuất nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia nào chưa, hay là mình có gây ra tội ác gì mà cần phải ra tòa hay không, hay mình có bị nghiêm cấm vào Singapore hay không, mình có sử dụng cái passport với cái tên khác để vào Singapore hay không. Thì những toàn bộ những cái phần này thì mình đều click hết vào no hết, cả bốn cái mình đều click vào no, mình không bị gì hết. Đó, phần thứ tư sẽ là phần cam kết là những cái thông tin mình đưa ra là hoàn toàn chính xác và mình sẽ đồng ý là tuân thủ theo cái quy định và luật lệ của họ, và cuối cùng là mình sẽ ghi ngày tháng vào đây và mình sẽ ký tên vào đây. Thì đối với Vũ thì chị sẽ ký thay cho Vũ vào đây. Còn cái phần pass 5 này sẽ là phần của bệnh viện, thì cái phần này thì mình không cần phải xem, cái phần này thì các nhân viên sẽ xem cho mình. Đó, thì là chị lưu ý một chút là những cái mình viết thì mình sẽ phải viết bằng một màu xanh, và những cái tên các thứ thì mình sẽ viết bằng chữ in hoa. Rồi, hết rồi ạ.